Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Lê Xuân Nguyên. Năm nay mình 30 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Vào năm 2012, mình không may mắc căn bệnh rỗng tủy cổ. Kể từ đó, thân thể mình từ cổ trở xuống đã bị tê yếu đi rất nhiều. Mình không còn đi lại được trên chính đôi chân của mình nữa. Mọi sinh hoạt cá nhân của mình cũng từ đó mà gặp phải nhiều khó khăn trở ngại hơn. Mình từ một con người khỏe mạnh bình thường, giờ đây mình đã trở thành một người bị khuyết tật vận động đặc biệt nặng. Và không biết từ bao giờ, ba chữ người khuyết tật nó đã trở nên thân thương và quen thuộc với mình đến nỗi mình tự chấp nhận giờ đây mình đã là một phần bé nhỏ của thế giới người khuyết tật. Thành thật mà nói, tầm 5 năm về trước, khái niệm về người khuyết tật đối với mình nó còn xa lạ lắm. Vì mình không nghĩ và chắc có nằm mơ thì mình cũng không tin là một ngày nào đó mình sẽ chấp nhận chính mình trong một diện mạo mới. Ngồi trên chiếc xe lăn và tự nói với bản thân rằng kể từ đây, phần đời còn lại của mình sẽ làm bạn đồng hành với chiếc xe lăn và mình đã là người khuyết tật. Mình tự chấp nhận bây giờ mình đã là người khuyết tật và mình cảm thấy rất chi là bình thường với điều đó. Dĩ nhiên, sâu thẳm bên trong tâm hồn của mình cũng không muốn điều này chút nào cả. Ai chẳng muốn, mình là một người bình thường, chiều chiều nắm tay đi dạo phố phường với người mình thương. Mình tự chấp nhận kể từ đây mình đã là người khuyết tật. Nó không phải là mình bi quan và đầu hàng với số phận của mình, nhưng mình tự chấp nhận như thế để kể từ hôm nay mình sống với một con người mới, cuộc đời mới. Mình đã sẵn sàng bước vào một thế giới vô cùng mới lạ và đặc biệt, đó là thế giới của người khuyết tật. Mình biết ở ngoài kia có rất nhiều người còn đang kỳ thị với người khuyết tật, và ngay cả chính người khuyết tật họ còn không tự chấp nhận mình là như thế, còn mặc cảm, tự ti với chính bản thân mình. Điều này thì cũng dễ hiểu mà thôi, vì bản chất con người sinh ra ai cũng có bản ngã cả, ai cũng mang trong mình một cái tôi. Cái tôi càng lớn thì họ càng khó chấp nhận, vì đối với họ, mình cũng là người bình thường như bao người. Còn đối với bản thân mình, gần như mình đã thích nghi và hòa nhập được với cuộc sống hiện tại. Dĩ nhiên, mình cũng không tránh được những khó khăn, trở ngại và những đau đớn, bất tiện do chính bệnh tật gây ra. Và công việc hiện tại của mình là sáng tạo nội dung, lồng tiếng và chỉnh sửa video cho team. Thỉnh thoảng, mình có điều kiện kinh tế và cơ hội thì mình thường sang mái ấm tình thương này để thăm các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Mình tâm sự, trò chuyện cùng với các cụ. Mỗi cụ có những hoàn cảnh, nỗi niềm khác nhau. Mình cũng hay đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè, giao lưu uống cà phê, hoặc là đi dạo phố để tìm kiếm niềm vui và tự tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bên cạnh đó, mình cũng kinh doanh các sản phẩm của trầm hương như nhang trầm, trầm nụ, các trang sức về trầm hương như vòng tay, dây chuyền, vân vân, để gia tăng thu nhập cho bản thân. Hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở trong ta.